Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Đồ Do. Mình là Nguyễn Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nhé. Đại Lâm làm cái clip này để thông báo cho mọi người được biết thông tin cũng khoảng tháng sau này, và Đại Lâm cũng mới biết đây thôi các bạn ạ. Tại vì có rất nhiều fan hâm mộ rất mong muốn Khanh Super Huyền Thoại sẽ trở lại sân bóng chuyền chơi giao lưu hoặc sức khỏe gì đó. Nói chung là tất cả những người fan hâm mộ luôn đứng phía sau Khanh Super và ủng hộ về điều này, Khanh Super chơi bóng lại. Nhưng hiện tại bây giờ Đại Lâm đã nhận được thông tin khoảng 2 tuần nay, cũng tháng 6 này, trong tháng 6 này nha các bạn. Khoảng một tháng, hai tháng trước, sau khi Tý Châu đã về Việt Nam và cũng có cùng với Khanh Super, Tháp Tùng cùng Thọ Bến Tre trở lại thi đấu tại sân bóng chuyền xanh phường Trảng Dài, biên hòa Đồng Nai, sân của Dũng Lai. Và sau trận đánh đó thì Khanh Super cũng đã có nói với Đại Lâm khoảng một tháng nữa sẽ trở lại nha các bạn. Nhưng thật sự hiện tại bây giờ thì không biết như thế nào, vì Khanh Super đã có nhiều thú vui các kiểu như giải vừa rồi, tại giải đua xe mô tô tại Cần Thơ thì Khanh Super cũng có một đội đua và cũng có đoạt thứ hạng cao nhất tại giải đua xe Cần Thơ vừa rồi. Đây là môn thú vui trước đây của Khanh Super là mô tô nha các bạn. Các bạn cũng biết rồi đấy, anh ấy buôn bán xe ô tô, mô tô và đủ các loại siêu xe. Và anh ấy đã có một đội đua thật tuyệt vời cho cái giải Cần Thơ vừa rồi. Còn lần này thì sao? Tất cả các fan hâm mộ sẽ như thế nào khi biết tin Khanh Super chuẩn bị tham dự giải đá gà tại Casino Darling 3 vào ngày 25 tháng 6 tới này nha các bạn. Các bạn nào có thích đam mê môn gà thì vòng vòng khu vực lân cận Long An thì các bạn hãy đến bộ của Darling Casino Darling 3 nha, thì sẽ được gặp khởi thần tượng huyền thoại của mình là Khanh Super. Và anh ấy đã chuyển sang một cái thú vui mới, đó là chơi gà. Để các bạn cũng biết đấy, những chú chim kê của Khanh Super lần này sẽ ra sao. Sau khi anh ấy đã cùng đội đua của mình đoạt chiếc mô tô tại thứ hạng cao tại Cần Thơ, và lần này có lẽ như là lần đầu tiên Khanh Super đã góp mặt vào thú vui chơi gà này, những chú chim kê sẽ ra sao. Và hiện tại bây giờ theo Đại Lâm cũng nắm được danh sách 12-13 chủ nhân của ngày 25 tháng 6 để Đại Lâm đọc cho các bạn xem nhé. Thứ nhất là anh Phúc Barcelona nha, anh Phúc Barcelona là đứa thứ nhất. Thứ hai là anh Khanh Super quyền thoại bóng chuyền của mình, các bạn cũng là mô tô nha. Thứ ba là anh Tùng Bình Dương. Thứ tư là anh Thanh Sài Gòn. Thứ năm là anh Bé Tư Long An. Thứ sáu là anh Ngọc Hân Nha Khoa Cần Thơ. Thứ bảy là anh Vinh Ti Kiên Giang. Thứ tám là anh Trí Long Xuyên. Và thứ chín là anh Nhật Cần Thơ. Thứ mười là anh Trí Đồng Nai. Thứ mười một là anh Tùng Tiền Giang. Và thứ mười hai là anh Mến Vũng Tàu. Và thứ mười ba là anh Lộc Đồng Tháp. Đấy là 13 chủ nhân cho cái ngày đại chiến 25 tháng 6 nhằm ngày thứ bảy tới nha các bạn. Casino Darling 3. Đấy là một cái thú vui mới của huyền thoại Khanh Super. Đây có thể nói là lần đầu tiên Khanh Super lấn sang thú vui của mình với những chú chiến kê ra sao. Thì các bạn có đam mê những chú chiến kê hoặc là muốn gặp mặt của huyền thoại của mình Khanh Super thì
thì hãy đến đó nha, Casino Darling Bar. Một lần nữa Lâm xin chúc cho Khánh Super và tất cả mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Và Đại Lâm cũng có một cái câu thơ rất ngắn ngủi như thế này, rất vui và hay hay. Đó là của anh Hảo Vũng Tàu. Anh Hảo Vũng Tàu, mà Đại Lâm cũng từng đá bóng chung và cũng từng ghé trại gà của anh Hảo, và anh Hảo cũng đã tặng một vài câu thơ cho Đại Lâm, và Đại Lâm thật sự rất nhớ những cái câu như thế này: Xiên đao hai vải dính liền, sổ đỏ đi trước cái nhà đi sau. Đấy là câu nói mà huyền thoại của anh Hảo Vũng Tàu đã tặng cho Đại Lâm và tất cả mọi người về điều này. Các bạn nghe kỹ lại nha: Xiên đao hai vải dính liền, sổ đỏ đi trước cái nhà đi sau. Xin chào các bạn nha. Chúc cho các bạn và mọi người luôn sức khỏe, vui vẻ trong cuộc sống nè. Hãy thoải mái lên, cuộc sống này vô thường bất chợt lắm các bạn ạ. Có thể giúp nhau những gì có thể giúp thì hãy ok. Một lần nữa xin chào các bạn nhé, chúc các bạn luôn sức khỏe, bình an. Khanh Super huyền thoại đã có thú vui mới, những chú chiến kê của mình. Ok man.